Ôi ôi, mẹ làm cái gì đây? Bậy nào, đã bảo ngồi yên đi mà. Ôi, mẹ ơi, mẹ ơi. Thế này mà bảo ngồi yên làm sao mà được? Ê, cứu. Ê, có bạn nào không? Cứu tớ với. Bình tĩnh nào con ơi, bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Như các bạn đã biết, mọi sinh vật trên thế giới này sinh ra đều có quyền được sống. Thế nhưng khi những con vật còn quá nhỏ để đương đầu với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, thì những ông bố bà mẹ đã thay chúng làm điều đó. Liệu chúng có thành công hay không và kết quả sẽ ra sao thì chúng ta hãy cùng nhau lùi. Không giới hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Số 1, ếch yêu tinh. Các bạn không nghe nhầm đâu, trước mắt các bạn là loài ếch yêu tinh, hay còn có tên gọi khác là bullfrog. Bull nghĩa là bò tót. Những loài nào được gắn thêm từ này thì hung dữ phải biết, điển hình như pitbull hay là red bull. Và loài ếch này cũng không phải là ngoại lệ. Với bản tính thích thể hiện, chúng thường có những trận solo nảy lửa. Không những thế, chó à, tuổi tôm nha, chú nghĩ anh sợ chú à? Thậm chí là ăn tươi nuốt sống luôn cả rắn. Ghê không? Tuy nhiên, đó không phải là nội dung chính của video ngày hôm nay. Trước mắt các bạn là một bể nòng nọc. Chúng là tập hợp các con non của rất nhiều hộ gia đình nhà ếch yêu tinh. Thay vì có ký hiệu riêng cho các con của mình, những con cái lại đẻ chung vào một vũng nước ở rìa các ao hồ lớn rồi phủi đít bỏ đi. Ồ hay nhỉ, thế cứ đẻ xong rồi vứt đấy bỏ đi à? Hay thật. Cơ mà các bạn nhìn xem, hàng chục ngàn con nòng nọc đang quằn quại trong một vũng nước chật trội. Ánh nắng mặt trời đang thiêu đốt mọi thứ và nước sẽ bốc hơi nhanh thôi. Thiếu gì thì thiếu, chứ thiếu nước là chết ngay. Ao lớn thì ngay bên cạnh, nhưng không có chân mà nhảy. Chẳng nhẽ chúng phải chịu cái chết. Ây, thế này là không được rồi. Ổn nôn nô, đúng lúc nguy cấp nhất thì nóc nhà xuất hiện. Hình ảnh người cha tần tảo nhìn đàn con mà xót hết cả ruột gan. Người bố sau một hồi tính toán góc nghiêng thì dùng luôn đôi cẳng chắc khỏe của mình đẩy lớp bùn ra hai bên, tạo ra một cái rãnh ở giữa để cứu các con khỏi chết khát. Bố, cứu, ra con cháy nắng phỏng hết cả lên rồi đây này. Cho 4-5 phút, bố đang cố đây. Phía trên, mặt trời đang trên đỉnh làm nước bốc hơi nhanh chóng. Phía đằng sau thì cả đàn con đang nheo nhóc, làm cho ông bố bỉm sữa càng thêm có động lực. Ôi dồi ôi, sắp được rồi các con ơi, nốt chỗ này nữa thôi. Rồi, xong rồi, các con ơi, đi theo bố nào. Ôi, bố con mình đi đâu thế? Bí mật, let's go. Quá, nước mát quá bố ạ. Được trượt nước luôn này, ui thích quá đi. Chào mừng các con đến với channel, chào mừng các con đến với thế giới mới. Wow, bố đúng là tuyệt vời. Vượt qua sóng gió, lời cha dẫn bước, mở rộng tim con, bao dung như cha. Và hàng chục ngàn sinh mạng đã được ông bố ra tay cứu sống. Hãy vỗ tay cho ông bố của năm đi nào các bạn ể. Số 2, cá sấu. Tiếp theo chúng ta cùng đến với sát thủ đầm lầy. Cá sấu luôn được cho là hung dữ bậc nhất, với hàm răng sắc nhọn có thể tiêu diệt con mồi chỉ bằng một cú xoay thần trường. Thế này thì nhiều bạn nghĩ rằng chúng khó có thể được liệt vào danh sách những ông bố bà mẹ tận tâm. Liệu có tin được không nhỉ? Quay trở lại 2 tháng trước, hơn chục quả trứng đã được cá sấu mẹ đẻ xuống hố cát cách mặt đất khoảng 1 mét và thường xuyên canh chừng tổ trứng. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ những đứa con khỏi nguy hiểm. À, đây rồi! Những em cá sấu con bắt đầu lộ diện sau nhiều tháng ẩn mình bên trong lớp vỏ. Nhìn thì to thế chứ thực ra là chúng có kích thước chỉ bằng ngón tay cái và dài chừng một gang tay mà thôi. Các con đây rồi, mẹ đã chờ giây phút này từ chiều. Ô, mẹ mình đây à? Sao mà xấu thế? Nào, đùa hơi ác nha. Bây giờ các con phải xuống nước ngay, trên này nguy hiểm lắm. Thế xuống nước bằng cách nào hả mẹ? Nhảy lên mõm của mẹ đi. Đang covid cô veo thế mẹ không đeo khẩu trang à? Úi dồi ôi, trơn lắm mẹ ơi. Thế này thì làm sao mà con lên được? Còn có cả các em nữa kìa. Thế để mẹ tìm cách khác nhá. À, có cách rồi. Các con ngồi yên nhá. Ôi dồi ôi,
mẹ làm cái gì đây? Bậy nào, đã bảo ngồi yên đi mà. Ôi, mẹ ơi, thế này mà bảo ngồi yên làm sao mà được? Ê, cứu, ê, có bạn nào không cứu tớ với? Bình tĩnh nào con ơi, bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Ôi giời, đi đâu thế hả con? Ê, mẹ ơi, ê, chóng hết cả mặt rồi mẹ ơi. Ê. Rồi, từ, xong rồi đây nhá. Nào, bây giờ ngồi yên nào. Trong này tối quá mẹ. Lại còn thối nữa, mẹ không xúc miệng đánh răng à? Ừ, còn nguyên cái mảng thịt luôn này. Nào, các con. Mẹ là mẹ hay là các con là mẹ? Linh tinh. Rồi, chào mừng các con đến với trên ảnh. Chào mừng các con đến với ngôi nhà của chúng ta. Vậy là sau vài phút được shipper có tâm nhất quả đất cho thử cảm giác mạnh, thì cuối cùng những em cá sấu con đã được hòa mình vào làn nước mắt lạnh. Và thế giới này lại có thêm hàng chục sát thủ mới được sinh ra. Xin chúc mừng. Số 3, chim Jacana. Trước mắt các bạn là hai anh em song sinh nhà chim lội nước Jacana đang đi dạo trên lá hoa súng với danh pháp khoa học là Iredipara gallinaceae. Chúng là một loài chim bản địa của nước Úc, có cân nặng có thể lên tới 1,5 lạng và 20cm chiều dài. Sở hữu cho mình đôi chân to bằng cả cơ thể, chúng khó có thể chạy hoặc bay, nhưng khi di chuyển trên mặt nước thì điểm mạnh của loài chim này có dịp được phát huy. Những ngón chân dài cho phép chúng phân bổ trọng lượng đều lên các lá hoa súng hay những thực vật nổi trên mặt nước. Chiếc cổ dài và dẻo dài giúp chúng có thể bắt được cả những con côn trùng nhỏ trốn bên trong tán lá. Ở gần đó, chim Jacana bố cũng đang sục sạo khắp mặt nước để tìm kiếm thêm thức ăn cho những đứa con, và mắt cũng không quên để ý xung quanh. Úi giời ơi, từ trong làn nước, một cặp mắt long song song đang quan sát những con mồi tí hon. Cái hàm răng này mà đớp thì đúng là thôi rồi lượm ạ. Cả chục em Jacana kia cũng phải mất dạng ấy chứ. Nói rồi, anh cá sấu lặng lẽ tiến đến tiếp cận con mồi. Úi giời ơi, anh làm như anh nhỏ bé quá. Ngụy trang thế này thì thà không ngụy trang còn hơn. Các con ơi, lại đây nhanh lên, cái thằng xấu đang trốn kia kìa. Nhìn ngó cái gì, nhanh lên nào. Chúng ta phải di chuyển thôi, mỗi đứa một bên. Yên tâm đi, bố mới xài Rexona đảm bảo uy tín luôn. Vậy là chim Jacana bố đã dùng chính đôi cánh của mình để bế các con qua chỗ nguy hiểm. Thoạt nhìn, chắc hẳn ai cũng nghĩ thế giới tồn tại một loài chim mới bị đột biến với 6 chân. Đây rồi, chỗ này an toàn đấy các con ạ. Ra đi các con, chúng ta tiếp tục kiếm ăn thôi nào. Đương nhiên, anh cá sấu pha này móm rồi, dù đã ngụy trang rất tài tình. Thôi thì chúc anh may mắn lần sau nhá. Nhìn nó buồn cười thế chứ lị. Số 4, kỳ đà. Đập vào mắt chúng ta là một em rồng Komodo đang leo cây. Ồ, em này mà cũng leo cây được á? Với những móng vuốt sắc nhọn, không có gì là không thể. Và lại cơn đói đang hành hạ theo từng hồi, không lên thì có mà móm. Mục tiêu mà em nó nhắm đến chính là mẹ con nhà chồn túi opossum cùng với các con non đang bên trong thân cây. Lạ thật, nãy ở dưới mình đã tia thấy rồi mà bây giờ lên không thấy là thế nào nhỉ? Ôi dồi ôi, thôi toàn rồi, mình trốn kỹ thế rồi cơ mà. May mắn là nó vẫn chưa nhìn thấy mình. À, thấy rồi nhá. Nghe răng nghe lợi với ai? Biết răng chị cún rồi. Cái thằng này, mày có cút đi không à? Đây là chỗ mày chơi đấy à? Cút ngay. Ây da, chị bình tĩnh chờ. Em đã làm gì đâu? Ui, mẹ đây nhá. Ui dồi ôi, mẹ làm các con tỉnh giấc rồi, mẹ xin lỗi nhá. Và tất nhiên là gã săn mồi không thể bỏ qua miếng mồi ngon như thế được. Nó tiếp tục lặng lẽ tiến lên. Ủa hai cái thằng này, chỗ này có chào hỏi mày đâu mà mày cứ sần đến thế nhỉ? Ôi, cái thằng này, mày làm cái gì đây? Cho mày chết này, mày chết này. Tao sống chết với mày luôn, mày có thả con tao ra không? Hả? Mày thả ra ngay. Thằng này láo quá. Những cú cắn kia chẳng hề làm cho con Komodo nhúc nhích. Nó chén non nê cả đàn chồn con rồi rời đi. Những sợi lông tơ của chồn con vẫn dính đầy miệng. Người mẹ chẳng biết làm gì, chỉ biết tự trách bản thân mình. Và quả thật, cuộc sống sinh tồn không phải lúc nào cũng màu hồng. Tất cả những ông bố bà mẹ đã sử dụng hết sức mạnh và khả năng của mình để cứu các con.
Anh yêu tình đã dùng sức mạnh của đôi chân để tạo ra rãnh nước, giúp các con không bị chết khát. Cá sấu thì dùng chính vũ khí sắc nhọn của mình để vận chuyển những con sơ sinh đến vùng nước. Ông bố Jacana thì dùng đôi cánh không thể bay để vác các con thoát khỏi nguy hiểm. Còn người mẹ chồn túi dù đã rất cố gắng, nhưng vì kẻ địch quá mạnh đành lực bất tòng tâm. Nhưng dù cho kết quả thế nào đi chăng nữa, họ vẫn là những ông bố bà mẹ tuyệt vời. Vậy thì tiếc gì một tràng pháo tay các bạn nhỉ? Và cũng đừng quên like, share và subscribe, cũng như bình chọn cho những ông bố bà mẹ mà bạn thích nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Chúc các bạn và gia đình có một buổi chiều vui vẻ, tốt lành. Mình ra đây.